Tàu ngầm Trung Quốc bất ngờ nổi lên ngay giữa hàng loạt tàu chiến Mỹ, chuyên gia sốc. Vì tàu ngầm Trung Quốc và Nga nhiều lần áp sát bờ biển và các căn cứ quân sự đã khiến Mỹ và các nước đồng minh đau đầu tìm cách đối phó. Đi săn hoặc bị săn Trước sức mạnh đang ngày càng gia tăng từ các tàu ngầm của Nga và Trung Quốc, Mỹ và các đồng minh buộc phải tăng cường năng lực tác chiến chống ngầm bằng cách mua sắm mới các loại vũ khí chống ngầm và đẩy mạnh huấn luyện tác chiến chống ngầm. ASVQP đặc biệt tại các điểm nóng. Theo tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, đô đốc Michael Kinday, một số quốc gia như Canada, Úc, Nhật Bản, Singapore và Ấn Độ đã đề xuất tăng cường hoạt động huấn luyện chống ngầm và mua thêm các máy bay tuần thám săn ngầm P8 Poseidon, máy bay chuyên dụng thuộc loại hiện đại nhất thế giới. Mới đây, cuộc tập trận tác chiến chống tàu ngầm hàng năm dynamic mongers của khối nato đã được tổ chức vùng biển gần iceland naui và anh cũng được cho là nhắm vào hải quân nga vì đây là những cửa ngõ mà tàu ngầm nga buộc phải đi ngang qua nếu muốn tiến vào đại tây dương ngoài những tàu ngầm của hải quân nga một mối lo lớn đối với mỹ và các đồng minh ở khu vực châu á là trung quốc cũng đang xây dựng một lực lượng tàu ngầm khổng lồ và từng bước phát triển các tàu ngầm hiện đại trang bị các công nghệ mới nhất trên thế giới sự lớn mạnh của lực lượng tàu ngầm Trung Quốc đã khiến Úc và Ấn Độ lo lắng. Quốc gia Nam Á đã đặt mua tổng cộng 18 máy bay chống ngầm P8 Poseidon, còn Úc cũng đã sở hữu 12 chiếc máy bay này. Việc tăng cường các loại vũ khí chống ngầm, hy vọng sẽ kiềm chế được phần nào sự vươn xa của hải quân Trung Quốc và sẵn sàng cho các tình huống xung đột có thể nảy sinh trong tương lai. Những cú đấm bất ngờ từ dưới đại dương trong thời kỳ chiến tranh lạnh để đảm bảo khả năng tồn tại trước những đòn hủy diệt từ không quân mỹ và duy trì sự bất ngờ của các đòn tấn công hạt nhân hải quân nga đã xây dựng một lực lượng tàu ngầm khổng lồ đặc biệt là các tàu ngầm chạy bằng nhiên liệu hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa các tàu ngầm liên xô khi đó thoát ẩn thoát hiện sẵn sàng tung những cú đấm bất ngờ từ dưới đại dương và các mục tiêu chiến lược của các nước trong khối nato nếu như các bệ phóng di động có thể bị phát hiện bằng vệ tinh, thì việc phát hiện và đánh chặn một quả tên lửa đạn đạo phóng ngay sát bờ biển nước Mỹ là gần như không thể. Sau khi Liên Xô sụp đổ, các tàu ngầm vũ khí chiến lược của Hải quân Nga đã dần xuống cấp và trở nên lạc hậu, khiến khả năng dân đe hạt nhân suy yếu, chỉ có thể trông chờ vào các loại tên lửa phóng từ mặt đất và trên không. Tuy nhiên, nhờ sự phục hồi của nền kinh tế, một số dự án tàu ngầm mới đã được chính phủ Nga tiếp tục triển khai cùng với việc nghiên cứu chế tạo các vũ khí mới mạnh hơn, độ chính xác cao hơn và khó đánh chặn hơn. Ngoài việc tiếp tục đóng mới các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Borei, hải quân Nga cũng đã phát triển các vũ khí hạt nhân phóng từ tàu ngầm mới như tên lửa Bulava hay ngư lôi hạt nhân Poseidon tầm hoạt động lên tới 10.000 km, lặn sâu tới 1.000 m có thể tấn công mục tiêu với tốc độ lên tới trên 200 km h đủ sức tạo sóng thần cao 500 m dọc bờ biển đối phương. Những năm gần đây, thông tin về việc tàu ngầm Nga hiện diện sát bờ biển nước Mỹ đã không còn là chuyện lạ. Năm 2009, hai chiếc tàu ngầm Akula của Nga đã tiến hành tuần tra một cách bất thường cách bờ biển miền đông nước Mỹ khoảng 320 km. Năm 2012, một chiếc tàu ngầm đã hoạt động ở Vịnh Mexico trong một tháng mà không bị phát hiện và liên tiếp các chuyến thăm bí mật đã được Hải quân Nga hé lộ trong năm 2018-2020. Tại khu vực Đông Á, sự nổi lên của Hải quân Trung Quốc khiến các cường quốc có truyền thống Hải quân mạnh như Nhật Bản cảm thấy bị đe dọa. Ngoài việc đóng mới các tàu khu trục hiện đại và ba tàu sân bay, lực lượng tàu ngầm được đánh giá là lạc hậu của Trung Quốc cũng đã có những cuộc lột xác sở hữu số lượng tàu ngầm chiến đấu lớn nhất thế giới, trong đó có 7 tàu có thể phóng các tên lửa đạn đạo Thai-092 lớp hạ và Thai-094 lớp tấn, cùng với 6 tàu Thai-096 lớp đường đang đóng mới, Trung Quốc tự tin có thể đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào của các nước trong khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về tính năng của tàu ngầm Trung Quốc. Nhưng việc ngày 26 tháng 10 năm 2006, khi một tàu ngầm Type 039 lớp tống vượt qua lớp phòng thủ dài đặc, nổi lên giữa đội hình của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Kitty Hawk chỉ cách có 8 km mà không bị phát hiện, đã khiến cho các nhà quân sự phương Tây bị sốc. Trong nhiều năm, Hải quân Mỹ đã trở nên thiếu cảnh giác, nhất là khi không còn mối đe dọa từ tàu ngầm Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã, Hải quân Mỹ không còn chú trọng đến năng lực tác chiến chống ngầm, tin rằng Trung Quốc phải mất nhiều thập kỷ mới đủ sức đe dọa tàu sân bay của họ. Nhưng sự kiện năm 2006 và đặc biệt là các tiến bộ gần đây trong công nghiệp đóng tàu Trung Quốc đã khiến Mỹ và các đồng minh lo sợ. Gần đây, những hình ảnh của tàu ngầm lớp Thai 039C với tháp chỉ huy có thiết kế tàng hình và dự đoán sử dụng động cơ AIP sẽ khiến loại tàu ngầm sử dụng động cơ thông thường này khó bị phát hiện hơn rất nhiều so với Thai 039 đã gây bất ngờ đối với Hải quân Mỹ. Có thể nói, sự vươn lên của Hải quân Trung Quốc và sự phục hồi của Hải quân Nga đã khiến Mỹ và các nước đồng minh không khỏi quan ngại và nếu không có những chiến lược đón đầu thì sẽ luôn bị động và mất khả năng chống đỡ trước các cuộc tấn công dưới mặt nước. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.